Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 268. Chủ giảng: Tịnh Thông Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 24 tháng 2 năm 2000. Địa điểm: Hiệp hội Phật Đà Giáo Dục, Hồng Kông. Mời mở kinh bổn ra. Cư bàn trà dương, trường hàng câu cuối cùng. Quảng đại diện, cư bàn trà dương, đắc phổ hiện chư thú, lưu chuyển thân, giải thoát môn. Từ pháp môn tu học của họ, chúng ta rõ ràng thể hội được đây là chư Phật Như Lai ứng hóa. Nếu như không phải là chư Phật Như Lai, không phải là Pháp Thân Đại Sĩ, họ không có năng lực này. Trong lục đạo, dục giới thiên, sắc giới thiên, có thần túc thông. Thần túc thông tức là nói biến quá. Chư vị xem qua Tây Du Ký đều biết được Tôn Ngộ Không có 72 biến quá. 72 biến quá là thuộc về thần túc thông. Chư thiên có, quỷ thần cũng có, nhưng năng lực lớn nhỏ sai biệt tương đối rất lớn. Có thể phổ hiện chư thú, chư thú này nghĩa hẹp là lục đạo, nghĩa rộng chính là thập pháp giới. Phạm vi của họ, một chữ chư này chúng ta phải hiểu rõ. Đây là Pháp Hội Hoa Nghiêm. Chữ chư này chắc chắn là tận hư không biến pháp giới. Tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới, chư Phật quốc độ, họ đều có thể hiện thân. Cũng giống như trong phẩm Phổ Môn đã nói, Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng, cần dùng thân gì đắc độ, liền hiện thân đó. Nếu như không phải là Pháp Thân Đại Sĩ trở lên, thì làm gì có được năng lực này? Đây là điều đầu tiên chúng ta nhận biết. Khẳng định trên Hội Hoa Nghiêm, tất cả đại chúng tham dự đại hội đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Một ý nghĩa quan trọng hơn khiến cho chúng ta ở đây tỉnh ngộ lại, hiện tại sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần,
Phàm là có thể giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta hồi đầu, cũng là chư Phật Như Lai quá hiện. Điều này chúng ta phải hiểu rõ. Nói cách khác, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, phàm là giúp chúng ta đọa lạc, giúp chúng ta khởi ác niệm, tạo ác nghiệp, đều là ma vương biến hiện. Ma và Phật sai biệt ở đâu vậy? Không ở bên ngoài. Nói thật thì cảnh giới sáu trần bên ngoài không Phật cũng không ma. Phật và ma ở trong ý niệm của chúng ta. Một niệm giác, không có pháp nào không phải là Phật pháp. Một niệm mê, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cũng là ma pháp. Phải hiểu được đạo lý này, phải hiểu được chân tướng sự thật này. Quý vị thực sự tỉnh ngộ, hiểu rõ rồi, tâm địa quý vị thanh tịnh, trí tuệ rộng mở, chắc chắn sẽ không quan trời trách đất. Vì sao vậy? Cảnh giới bên ngoài vĩnh viễn là thanh tịnh. Lại nói thêm với chư vị một câu chân thật rằng, cảnh giới bên ngoài thật sự là nhất chân pháp giới. Chỉ cần chúng ta diễn ly được mê hoặc điên đảo. Thế nào là mê hoặc điên đảo? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Diễn ly vọng tưởng phân biệt chấp trước, cảnh giới bên ngoài vốn là nhất chân. Ở chỗ Quảng Đại Diện Cưu Bàn Trà Dương, nơi ông ấy đắc pháp, chúng ta phải có sự thể hội sâu sắc. Phải biết chúng ta học tập họ như thế nào. Đại sư Thanh Lương ở đây chú giải chỉ có 10 chữ. Mười chữ chú thích rất hay. Ngài nói xứng tánh thần thông, không đến đi mà lưu chuyển. Câu nói này, những vị đại đức ngày xưa, có thể lãnh hội được, thực sự là trí tuệ cao độ. Hiện tại người bình thường cũng không khó để lãnh hội. Nguyên nhân là gì? Nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Không đến đi mà lưu chuyển. Chúng ta ngày nay truyền hình vệ tinh truyền bá,
mạng Internet quốc tế truyền bá, không đến đi mà lưu chuyển. Người hiện tại biết lợi dụng những máy móc này, lợi dụng sóng điện, rất nhiều hiện tượng vật lý hóa học, chúng ta đang lợi dụng rộng rãi. Những thứ này đều là vật tượng, tướng phần. Chư vị nên biết, tướng phần vĩnh viễn không thể sánh với xứng tánh. Thần thông xứng tánh không thể nghĩ bàn. Rộng lớn không bờ mé, xứng tánh nên không có hiện tượng đến đi này. Vì sao vậy? Tự tánh khắp hư không pháp giới, cho nên Đại Đức Tông Môn nói rất hay: nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất. Tâm chính là tánh, ý nghĩa này chính là nói chỉ cần minh tâm kiến tánh. Tất cả vật tượng, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, quý vị đều hiểu rõ, đều thông đạt, mảy may mê hoặc cũng không có. Không tất đức là ý nghĩa này vậy, chứ không phải cái gì cũng không có. Không tất đức là ví dụ mê hoặc cực kỳ vi tế cũng không còn nữa, đều đoạn trừ rồi, triệt để hiểu rõ thông đạt. Năng lực của bản thân chúng ta cũng khôi phục rồi. Năng lực này chính là ở đây nói phổ hiện chư thú lưu chuyển thân. Đại sư Thanh Lương giải thích là xứng tánh thần thông không đến đi mà lưu chuyển. Năng lực này là hiện tiền rồi. Ở đây chúng ta phải tư duy, thể hội một cách sâu sắc. Phật thường nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Mọi người là bình đẳng. Chúng ta đã là cùng với chư Phật Như Lai bình đẳng, vì sao ngày nay trở thành như thế này? Nếu như hướng đến điểm này mà phản tỉnh, tâm tàm quý của chúng ta tự nhiên sẽ sanh khởi. Tàm quý là thiện tâm sở,
là tối sơ phương tiện để hồi đầu. Con người vì sao không thể hồi đầu? Vì không biết tàm quý. Kinh điển này nơi nơi khởi phát tâm tàm quý của chúng ta. Như Lai chính là tự tánh. Tự tánh chúng ta có sẵn vô lượng trí tuệ. Ngày nay trí tuệ không có nữa. Trí tuệ đi đâu rồi? Trí tuệ biến thành vọng tưởng. Trí tuệ biến thành phân biệt. Đức năng của chúng ta biến thành kiến tư phiền não. Tướng hảo của chúng ta biến thành lục đạo luân hồi. Nếu như không phải Đức Phật nói ra cho chúng ta, chúng ta làm sao biết được chân tướng sự thật này? Phật từ bi đã nói hết cho chúng ta. Chúng ta có tin tưởng lời Phật hay không? Có thể tin tưởng lời Đức Phật nói. Người này trong kinh nói, nhiều đời nhiều kiếp tu tích thiện căn phước đức nhân duyên, họ tin tưởng. Nhưng trong xã hội này, đại đa số người ta không tin tưởng. Đặc biệt là người trẻ tuổi, quý vị đem Phật pháp bày ra trước mắt, họ không xem. Vừa thấy sách đó, họ không xem. Chúng tôi từ Úc Châu đến Brisbane, cơ trưởng máy bay đi lại trong khoang hành khách, chúng tôi nhìn thấy Pháp Sư Ngộ Quần tặng cho ông ấy một quyển sách. Ông ấy vừa thấy sách Phật giáo thì không lấy, lập tức từ chối. Trong xã hội chiếm đại đa số người như vậy. Sau đó chúng tôi tặng ông ấy một đĩa CD về văn hóa đa nguyên. Ông ấy lấy, ông gật đầu, ông ấy tiếp nhận. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta rất rõ ràng nhìn thấy được. Ông ấy không phải không có thiện căn phước đức nhân duyên, mà thiện căn phước đức nhân duyên mỏng. Thông thường chúng ta nói, ông ấy nhận giả không nhận chân, nghe lừa gạt không nghe khuyên bảo. Hiện tại trong thời đại này, chiếm đại đa số. Thật sự có thể gặp được Phật pháp, sanh một niệm tâm quan hỷ, ít như long phụng sừng tê giác. Cho nên thế gian này mới có tai nạn. Chúng ta trong kinh điển đọc được, trong ngữ lục của cổ nhân cũng nhìn thấy,
Trong một thôn trang nhỏ sống mấy trăm người, nếu như trong đó có 10 người có thể tin Phật, có thể thọ trì tam quy ngũ giới, có thể phụng hành thập thiện, thôn trang này sẽ có phước. Một thành thị nhỏ có 7-8 ngàn người, trong đó có được 100 người, thọ trì tam quy ngũ giới, phụng hành thập thiện, thành thị nhỏ này có phước. Những cách nói này đều là dùng tỷ lệ 1% mà nói. Trong 100 người có một người chịu tu, 99 người cũng được lợi, cũng hưởng được phước báo của người tu hành đó, nhưng họ hoàn toàn không biết. Tuy không biết, nhưng đại đa số đối với người tu hành này vẫn có tâm cung kính, hoan hỷ tán thán. Ngày nay xã hội đã khác rồi. Xã hội ngày nay một phần dạng cũng tìm không ra. Quý vị nói xem, sao mà không nguy chứ? Thế giới, người nước ngoài thường nói là ngày tận thế. Chúng ta tuy không mê tín, nhưng khách quan bình tĩnh mà quan sát, lời này không phải không có lý. Ngày xưa, Trung Hoa là một dân tộc coi trọng giáo dục nhất. Đây là điều trên toàn thế giới. Rất khó tìm một dân tộc coi trọng giáo dục như vậy. Đặc biệt là giáo dục luân lý đạo đức. Chúng ta lật mở thư tịch cổ đại của Trung Hoa, bất luận là triều đại nào, bất luận là người nào, viết thành sách lưu truyền cho hậu thế, quý vị xem, đều có liên quan đến nhân luân đạo đức. Không tìm thấy trái ngược với nhân luân đạo đức. Những ngôn luận này nhìn không thấy. Trái ngược với nhân luân đạo đức là hiện tại. Hiện tại chúng ta học phương Tây, đem những giáo huấn của lão tổ tông bỏ hết. Người Trung Hoa mới gặp kiếp nạn lớn như vậy. Nhưng ngày nay chúng ta bình tĩnh mà quan sát thế gian này, chúng ta cũng rất an ủi. Có thể nhận ra chúng ta có tiền đồ. Cho dù là ngày nay ở Đài Loan,
người tạo tác tội nghiệp, người không tin nhân quả rất nhiều. Nhưng Đài Loan người thật sự đang học Phật, thật sự đang y theo lời giáo huấn của Phật Đà, người phản tỉnh sám hối, sửa đổi lỗi lầm. So với những quốc gia khác trên thế giới, nhân số là nhiều. Đây chính là nói tai nạn khẳng định có, nhưng họ có tiền đồ. Họ còn có nhiều người đang hành thiện như vậy. Quay đầu lại, chúng ta xem lại bản thân mình. Chúng ta tin rằng ta có tiền đồ. Trong những năm lại đây, người niệm Phật càng ngày càng nhiều. Người học Phật nhiều rồi, họ có thể phản tỉnh suy nghĩ, có thể hồi đầu, đoạn ác tu thiện, sửa đổi lỗi lầm. Đặc biệt là những năm lại đây, tôi đã nghe được rất nhiều sự tích cảm ứng không thể nghĩ bàn. Sự tích cảm ứng không nên tuyên truyền. Vì sao vậy? Hiện tại xã hội đại chúng không thể tiếp nhận. Họ cho rằng những điều này là mê tín. Mê tín thật sự mà nói rất nhiều rồi. Nhưng cảm ứng chân thật có, không phải không có. Đó không thuộc về mê tín. Đó là gì? Trong Kinh Đại Thừa nói là bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Làm chứng minh cho chúng ta. Cảnh giới bất tư nghị giải thoát đến như thế nào? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ thị hiện cho chúng ta, phổ hiện chư thú lưu chuyển thân. Ý nghĩa thân này vô cùng rộng lớn. Chư vị không nên nhìn thấy thân thể này của chúng ta, vậy quý vị nhìn sai rồi. Phạm vi này nhỏ hẹp quá. Ý nghĩa của thân này, tức là chúng ta hiện nay nói hiện tượng. Phạm vi hiện tượng đã lớn rồi, đã rộng rồi. Năng hiện thân cỏ cây hoa lá. Năng hiện thân núi sông hình sắc. Làm cho chúng ta ở đây nhìn thấy những lưu biến. Ở đây nói là lưu chuyển, chính là ý nghĩa của biến hóa. Từ đây chúng ta quát nhiên đại ngộ. Đây là chư Phật Như Lai thị hiện.
làm cho tâm chân thành, thanh tịnh của chúng ta tương ứng. Chúng ta tu học nhất định phải biết mục đích tu học của mình. Trọng điểm tu học của mình. Mục đích tu học không phải là vì cá nhân. Nếu như mục đích tu học của bản thân là vì bản thân, quý vị không thể thành tựu. Vì sao vậy? Ngã chấp chưa thể đột phá. Tôi vì bản thân vĩnh viễn không thể thoát ly lục đạo luân hồi. Vì sao vậy? Lục đạo luân hồi chính là ngã. Ý niệm này biến hiện ra rồi. Cho nên chỉ cần tất cả gì tôi tu có tốt, cũng chỉ có thể tu đến sắc giới thiên, vô sắc giới thiên. Ngã không còn nữa mới có thể ra khỏi ba cõi. Ngã không còn nữa, chúng ta tu hành mục đích ở đâu? Mục đích tu học là vì chúng sanh, không phải vì tôi. Tôi niệm Phật không phải vì bản thân mình mà niệm, mà vì chúng sanh. Quý vị xem trong kệ hồi hướng, Phổ Giai hồi hướng, hồi hướng pháp giới chúng sanh, không phải vì bản thân. Bản thân không có nữa. Như vậy quý vị mới siêu diệt lục đạo luân hồi, mới có thể siêu diệt thập pháp giới. Đây là điểm mấu chốt chúng ta tu hành. Có thể thoát ly tam giới hay không? Chúng ta phải hiểu được. Niệm niệm chấp trước cái tôi, thứ gì cũng của tôi. Của tôi là ngã sở hữu. Ngã và ngã sở không buông được. Khởi tâm động niệm còn bị vật xoay chuyển. Người này tu hành rất khó thành tựu. Chúng tôi cũng từng nhìn thấy họ rất dụng công. Ngã và ngã sở chưa buông được. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu rõ những chân tướng sự thật này, làm thế nào đột phá được cánh cửa này? Phải học không để cho vật chuyển. Đức Thế Tôn trong Kinh Lăng Nghiêm hướng dẫn chúng ta, nếu có thể chuyển vật tức đồng Như Lai. Thế nào gọi là không bị vật chuyển? Dùng lời hiện tại mà nói là không bị hoàn cảnh chuyển biến. Trong hoàn cảnh này có hoàn cảnh vật chất, có hoàn cảnh nhân sự. Lời nói ra nghe dễ dàng, làm được thì thật khó.
Vì sao làm lại khó như vậy? Đây là tập khí từ vô lượng kiếp. Tập khí phiền não, vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Vừa không cẩn thận lại tùy thuận phiền não. Phiền phức chính là đây vậy. Phải làm thế nào chúng ta mới có thể chuyển được? Kinh nghiệm của bản thân tôi là ngày ngày đọc kinh. Đọc kinh là thân cận Phật Bồ Tát, nghe lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh. Thời gian phải dài, phải có hành tâm, phải có tâm nhẫn nại, quyết không gián đoạn. Tôi dùng phương pháp này, dần dần mới chuyển trở lại. Tôi biết rất khó, thật không dễ dàng. Xung quanh chúng ta biết bao đồng tham đạo hữu tốt, tâm địa thuần chân, chăm chỉ nỗ lực, nhưng vẫn không chuyển được. Quý vị biết thứ này khó biết bao. Ví dụ nghe nói thứ này có thể bảo dưỡng thân thể, tâm lập tức khởi lên, liền bị chuyển rồi. Khó. Đến lúc nghe thấy thứ này đối với thân thể có hại, thứ kia đối với thân thể có lợi, đều như như bất động, quý vị sẽ không bị lay chuyển. Cho nên không phải là việc dễ dàng. Chúng ta vô cùng may mắn, cũng có phước báo. Ở Singapore, chúng ta gặp cư sĩ Hứa Triết, người thanh niên 101 tuổi. Bà làm thị phạm cho chúng ta. Bà chính là một người không bị vật chuyển. Quý vị nói với bà thứ này tốt, có thể bảo dưỡng thân thể, thứ kia không tốt, có hại, bà như như bất động. Mỗi ngày vẫn là sống cuộc sống đơn giản của bà, tuyệt đối không bị bên ngoài làm dao động. Đây là làm tấm gương sáng cho chúng ta. Đây cũng là thị hiện của chư Phật Như Lai. Trong Tam Chuyển Pháp Luân, bà làm chứng chuyển. Chuyển Pháp Luân trong Phật Pháp chính là dạy học. Ba phương thức dạy học làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta đều dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Vậy nên chúng ta không thể thành tựu. Chăm chỉ, nỗ lực tu hành, vì sao không thể thành tựu? Trước sau tìm không ra nguyên nhân đang tồn tại. Kỳ thực, Đức Phật ở trong kinh đã giảng rất rõ ràng, rất thấu đáo rồi.
Chúng ta lúc đọc kinh, nghe kinh, vô ý để sơ suất, không thể thực hiện những lời giáo huấn này. Coi trọng sinh mạng bản thân một cách quá đáng, yêu thích sinh mạng của bản thân, đây chính là tăng trưởng ngã chấp. Phật giảng cho chúng ta phá ngã chấp, phá pháp chấp. Chúng ta ngày ngày giữ chặt ngã chấp, giữ chặt pháp chấp, ngày ngày tăng trưởng ngã chấp pháp chấp. Tu hành như thế nào? Công phu cũng không đắc lực, cũng không thể thành công. Phật pháp dạy chúng ta khai trí tuệ. Trong trí tuệ không có phân biệt, không có chấp trước. Trong trí tuệ chân thật, chẳng những không có phân biệt, không có chấp trước, mà vọng tưởng cũng không có. Chúng ta từ pháp môn mà Đại Quảng Diệm Vương tu học, hướng đến điều sâu sắc mà thể hội. Pháp giới hư không, tất cả chúng sanh quốc độ khác nhau. Hiện nay chúng ta nói quốc gia khác nhau, tộc loại khác nhau, văn hóa khác nhau, phương thức sinh hoạt khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, đều là chư Phật Bồ Tát phổ hiện chư thú lưu chuyển thân. Nếu như quý vị ở đây nhìn ra được rõ ràng rồi, quý vị đối với tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không sẽ đối xử bình đẳng, quý vị sẽ đối xử như nhau, chắc chắn sẽ không có ý niệm kỳ thị nảy sinh. Quý vị sẽ tôn trọng tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát thị hiện. Hiện nay có một số người giác ngộ đang nỗ lực đề xướng văn hóa đa nguyên. Xã hội đích thực là đa nguyên, pháp giới hư không là đa nguyên, thập pháp giới y báo chánh báo trang nghiêm, làm sao mà không đa nguyên được? Phải biết hư không pháp giới không có đơn nguyên, đơn nguyên không thể tồn tại. Cho nên tôi thường nêu ví dụ, nói dùng thân thể thân thiết nhất của chúng ta, thân thể chúng ta chính là đa nguyên. Đây là rất nhiều tế bào tổ thành. Có tế bào tổ thành khí quan, mỗi mỗi khí quan không tương đồng.
Mỗi cơ quan đều có công năng của bản thân nó. Mỗi khí quan hai bên phối hợp với nhau. Cùng nhau vận hành, thân thể này mới mạnh khỏe. Có một khí quan bị trục trặc, người đó sẽ sanh bệnh. Thể lực không bình thường. Nếu như mấy khí quan xảy ra bệnh, không thể vận hành, người này thọ mạng sắp không còn nữa. Cho nên, từ trên thân thể này mà quan sát, chính là đa nguyên. Thân thể con người là rút gọn của pháp giới hư không, lớn nhỏ không khác. Chúng ta phải từ đây mà tỉnh ngộ. Thân thể bất cứ một tế bào nào, bất cứ một sợi tóc nào, nó đều là một bộ phận của chỉnh thể. Thiếu nó thì không được. Cho nên nó nhận được sự tôn trọng bình đẳng. Chúng ta hiểu được đạo lý này, chúng ta đối với pháp giới hư không, tất cả chúng sanh, đặc biệt là hiện tại, những chúng sanh cùng sống chung trên trái đất này, quý vị mới có thể phát khởi tâm yêu thương chân thành. Tâm yêu thương này là gì? Là tánh đức. Tâm yêu thương này chính là ở đây Đại sư Thanh Lương nói xứng tánh thần thông. Tâm yêu thương có thể thông với nhân tình thế sự. Xã hội ngày nay bệnh rồi, mắc bệnh nghiêm trọng, người một nhà cũng có mâu thuẫn, thậm chí hai vợ chồng cũng có mâu thuẫn, vậy không nguy sao? Mâu thuẫn từ đâu mà có? Không thông. Hai bên dùng tâm chân thành, không có mảy may tầm giấu giếm. Yêu thương chân thành, vậy thì thông rồi. Thông thì vấn đề giải quyết thôi, cả nhà liền hòa thuận. Nguyên tắc, nguyên lý này làm thế nào vận dụng vào trong các tầng lớp xã hội? Hai chữ thần thông này quan trọng. Không những nói thông mà phải thần thông mới được. Thần thông, chứ vị không nên xem nó là 72 biến hóa của Tôn Ngộ Không. Vậy thì quý vị nghĩ sai rồi. Thông là thông đạt. Thông đạt giữa người và người. Thông đạt giữa người và sự. Thông đạt giữa người và lý. Lý sự tánh tướng hoàn toàn thông đạt vô ngại. Người này đã minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật rồi.
Phật là gì? Phật là người cùng với tất cả chúng sanh, tất cả tánh tướng, tất cả lý sự thông đạt vô ngại. Người này chúng ta xưng họ là Phật. Không thông thì có bệnh. Người cùng một nhà, người cùng một đoàn thể, vì sao lại sản sanh mâu thuẫn? Vì không thông. Hai bên gặp mặt cũng không nói lời chân thật, gọi là bằng mặt không bằng lòng. Nói khó nghe hơn là ai cũng lòng dạ xấu xa. Điều này không lành mạnh. Thật sự là một đoàn thể lành mạnh, nhân số trong đoàn thể bất kể nhiều ít, trên dưới một lòng chân thành, một gia đình cũng như vậy, không có mảy may giấu giếm nào. Như vậy mới có thể phối hợp mật thiết. Ngày nay trong xã hội này, lỗi lầm chính là do không thông. Chẳng những sự việc ác không muốn để cho người khác biết, sự việc tốt cũng không muốn để cho người khác biết, sợ người ta học mất. Cho nên quy kết đến cuối cùng, niệm niệm đều là vì tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi đến cực điểm chỉ có cá nhân. Ngay cả gia đình, cha con, anh em, vợ chồng cũng không thể hòa thuận, chỉ biết lợi ích cá nhân. Như vậy không nguy hại sao? Đây là bệnh đến cực điểm rồi. Chúng ta từ trên kinh điển nhìn thấy, thực sự học di nhân sư, hành di thế phạm, ai vậy? Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Trong kinh Hoa Nghiêm, mọi người thấy thế giới Hoa Tạng. Trong kinh Tịnh Độ, chư vị thấy thế giới Cực Lạc. Vì sao thế giới của Phật Bồ Tát tốt đẹp như vậy? Không có gì khác, chính là quán thông. Chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh. Chúng ta thường nghe nói, người niệm Phật nhiều, người vãng sanh ít. Nguyên nhân do đâu vậy? Người niệm Phật không chịu xả bỏ tự tư tự lợi, tuy niệm Phật cũng không thể vãng sanh, cùng với Phật A-di-đà kết thiện duyên mà thôi. Quý vị chưa buông bỏ được ngã, chưa buông bỏ được ngã sở, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc còn niệm niệm để ý đến ngã và ngã sở hữu. Quý vị và xã hội của thế giới Tây Phương Cực Lạc này sẽ nảy sanh xung đột, cho nên quý vị không đi được. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, người ở cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng không có ý niệm tự tư tự lợi này.
Cho nên họ có thể vãng sanh, họ không có chướng ngại. Đây là điều chúng ta nên biết, phải học tập theo. Hy vọng trong đời này chúng ta tu học có thành tựu. Quý vị phải dứt bỏ được chướng ngại của bản thân. Chướng ngại ở bản thân chúng ta, Phật Bồ Tát có từ bi hơn nữa cũng không thể nào giúp chúng ta được. Nhất định phải xả bỏ thị phi nhân ngã, phải xả bỏ tham sân si mạng. Tôi thường khuyến khích các đồng học, chúng ta phải khẳng định bản thân, thân thể này đến thế gian đời này để làm gì? Vì tất cả chúng sanh phục vụ mà đến. Không phải vì tôi mà đến. Vì tôi mà đến, vì gia đình tôi mà đến. Quý vị vĩnh viễn không thể thoát ly lục đạo. Tâm lượng phải lớn, phải học Phật. Học Phật không chỉ là ngày ngày tụng kinh lạy Phật. Nếu như chỉ dừng nơi tụng kinh lạy Phật, đó là mê tín. Quý vị chỉ học dấu viết của họ, không hiểu được tinh thần ở trong đó. Tuần trước ở Úc Châu, có một vị cư sĩ hỏi tôi, cũng không hẳn là cư sĩ, là một người nước ngoài hỏi tôi, trong Phật giáo các vị, người học Phật vì sao phải đốt liều trên đầu và trên tay? Ông ấy không hiểu. Ông ấy nói là vết thẹo khi thọ giới. Tôi nói với ông ấy, đó không phải là vết thẹo. Thọ giới làm sao mà có thẹo? Làm gì có lý đó? Đây là đốt liều. Đốt liều nghĩa là gì? Nghĩa là trước Phật từng cầu nguyện, phát nguyện, con phải quên mình vì người, đốt cháy thân mình, chiếu soi người khác. Là lấy ý nghĩa này vậy. Làm cho quý vị vừa nhìn thấy quý vị từng đốt qua, tôi từng phát nguyện này, tôi chịu hy sinh bản thân vì người khác. Dùng ý nghĩa này vậy. Nếu như quý vị không hiểu được ý nghĩa này, quý vị đốt luôn cả thân thể mình cũng vô ích. Quý vị đốt cháy toàn thân rồi, quý vị nói tôi đốt thân cúng dường Phật Bồ Tát. Cúng dường Phật Bồ Tát gì chứ? Đốt cháy là mùi hôi thối. Sai rồi. Đốt thân, đốt ngón tay, đốt cánh tay, cúng dường Phật Bồ Tát chính là dùng thân thể này của chúng ta phục vụ cho tất cả chúng sanh. Quý vị đem đốt tay mất, đốt cánh tay mất, Quán Thế Âm Bồ Tát giúp người hai tay còn chưa đủ dùng, phải ngàn tay ngàn mắt. Quý vị có hai cánh tay lại đem đốt mất. Quý vị hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa rồi. Cho nên trong Phật Pháp có rất nhiều thứ ý nghĩa hay vô cùng, nhưng người hiện tại đều hiểu nhầm, làm sai nó. Điều này chúng ta cũng không thể trách người. Muốn trách là gì?
giáo dục Phật giáo suy đồi. Thứ tốt như vậy không có ai dạy. Kinh mọi người đem ra biết đọc nhưng không hiểu được ý nghĩa của nó, đặc biệt không thể thực hiện được vào trong cuộc sống hiện tại. Tu học Phật pháp như vậy gọi là học suông rồi. Bồ Tát phổ hiện chư thú, họ có đại năng lực, có thể trong thập pháp giới hiện thân. Chúng ta học tập như thế nào? Chúng ta không có năng lực này, chúng ta phải học đạo tương tự, phải tiếp cận với họ. Chúng ta ở thế gian này cũng có đủ các thân phận, đủ các địa vị, cũng có một chút giống với phổ hiện chư thú. Dùng đủ các thân phận, đủ các địa vị khác nhau, vì các nhu cầu khác nhau của chúng sanh mà phục vụ. Chính là ý nghĩa này. Ở Trung Hoa, trong cương mục dạy học cổ xưa, ngũ luân thập nghĩa đã rất rõ ràng. Hiển thị ý nghĩa của câu này. Mỗi một người ít nhất đều có 10 loại thân phận khác nhau, 10 loại địa vị khác nhau. Quý vị phải làm cho tròn trách nhiệm của mình. Một người bình thường trong nhà đối với cha mẹ, là thân phận con cái, địa vị con cái. Đối với con cái mình là thân phận người cha. Đối với người vợ là thân phận người chồng. Đối với anh trai quý vị là thân phận người em. Đối với em trai quý vị là thân phận anh chị. Quý vị trong xã hội phục vụ, trưởng quan của mình, quý vị là thân phận cấp dưới. Đối với cấp dưới của mình, quý vị là thân phận trưởng quan. Có thể thấy được, chúng ta hiện nay cũng là phổ hiện chư thú lưu chuyển thân. Thân phận của quý vị thời thời khắc khắc đang biến hóa. Mỗi một thân phận có đối tượng nên phục vụ, có một công việc nên phục vụ. Đây gọi là nghĩa, nghĩa là nghĩa vụ. Cho nên Nho gia dạy học đầu tiên hướng dẫn chúng ta mối quan hệ giữa người và người, vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bạn bè.
trong ngũ luân đã có 10 thân phận, có 10 đối tượng phục vụ, có 10 loại nghĩa vụ. Chúng ta hiện nay đi vào xã hội này càng phức tạp. Nói cách khác, thân phận càng phức tạp, địa vị càng phức tạp, đối tượng phục vụ rộng rồi. Chư Phật Bồ Tát dùng gì để phục vụ? Trước luận về tâm, chắc chắn là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Phải có tâm này. Quý vị đi phục vụ đều gọi là thành Bồ Tát Đạo. Vì sao vậy? Tâm này là tâm Bồ Đề, tâm này là tâm Phật. Học Phật từ đây mà học lên. Tâm quý vị không phải là tâm Phật, không phải là tâm Bồ Tát. Quý vị vì tất cả chúng sanh phục vụ, quý vị đã được phước báo. Trong kinh Phật đã nói là phước báo hữu lậu trong lục đạo. Nếu như quý vị dùng là tâm Bồ Đề, quả báo của quý vị không ở lục đạo, quả báo ở nhất chân pháp giới, hoàn toàn không giống nhau. Cương mục phục vụ, Đức Phật trong Kinh Đại Thừa dạy Bồ Tát 6 điều. Danh từ Phật học xưng là Lục Ba La Mật, là chúng ta đối với tất cả chúng sanh, bất luận quý vị là thân phận gì, địa vị gì, quý vị phục vụ 6 điều mục. Thứ nhất là bố thí. Bố thí dùng lời hiện nay mà nói chính là phục vụ cho đối phương. Trong phục vụ có liên quan đến tiền tài, là tài bố thí. Có liên quan đến trí tuệ, năng lực, là pháp bố thí. Có liên quan đến an toàn. An toàn thân con người, an toàn xã hội, an toàn quốc gia, an toàn toàn thể thế giới. Đây gọi là vô úy bố thí. Chúng ta ngày nay 9 tôn giáo lớn liên hợp lại với nhau, chúng ta mong cầu là xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Đây là vô úy bố thí. Đây là điều mục thứ nhất. Điều mục thứ nhất là chủ, điều quan trọng nhất. Điều mục thứ hai là trì giới. Trì giới là tuân giữ pháp. Bất luận là vì người nào mà phục vụ, bất luận là dùng hạng mục gì để phục vụ, đều phải có pháp độ, có phương pháp rõ ràng rành mạch,
làm cho việc phục vụ của chúng ta có thể đạt đến tận thiện tận mỹ. Cho nên trì giới có phương pháp, không phải lộn xộn được. Nhẫn nhục là có tâm nhẫn nại, đặc biệt là phải có tâm nhẫn nại lâu dài. Có một số sự việc cần thiết làm trong thời gian lâu dài, một thế hệ chúng ta không thể hoàn thành, còn phải thế hệ tiếp theo tiếp tục làm. Đời này qua đời khác mà không gián đoạn, không có tâm nhẫn nại làm sao mà được. Tinh tấn là cầu tiến bộ, chắc chắn không phải khư khư thói cũ, là chú trọng sửa đổi thành mới. Từ trên cơ sở cái cũ muốn phát triển ra thứ mới mẻ. Mong sự mới mẻ, thiền định là não có chủ tể, không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Đây gọi là công phu thiền định. Chúng ta tạo phước, tạo phước là cho chúng sanh hưởng, không phải cho bản thân hưởng. Một người phàm không có định công, tâm tán loạn. Nguyên nhân là gì vậy? Nguyên nhân là bản thân không thể buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Nói cách khác, chỉ cần tham trước hưởng thụ ngũ dục lục trần, người này nhất định không có định công. Chư vị tỉ mỉ mà quan sát, không riêng gì nhà Phật, trong tất cả những tôn giáo khác, chỉ cần người có định công, người có công phu, quyết sẽ không tham lam hưởng thụ vật dục, họ đều có thể buông bỏ. Cho nên Đức Phật Thích Ca thị hiện cho chúng ta ba y một bát, ngày ăn một bữa, ngủ gốc cây một đêm, không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Quý vị xem giáo chủ khai sáng những tôn giáo khác, trên phương diện cuộc sống vật chất vô cùng thiếu thốn, giống như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo nói là thần nghèo. Họ tán thán thần nghèo. Vậy mới đắc thiền định. Định có thể khai tuệ. Tuệ là đối với tất cả sự lý, tất cả hiện tượng, tất cả nhân quả thông đạt rõ ràng. Phật dùng sáu hạng mục này dạy chúng ta phục vụ đối với tất cả chúng sanh. Trong phục vụ, trước chú trọng sự tích trên dấu vết. Chúng ta nói sự tướng, chú trọng trên sự tướng. Sau đó chú trọng trên dạy học. Trên sự tướng chú trọng lìa khổ được vui. Giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui,
trong lìa khổ được vui, hướng dẫn chúng sanh chuyển ác thành thiện. Nửa đoạn sau là trên dạy học, chú trọng nơi chuyển mê thành ngộ. Tinh tấn, thiền định, bát nhã, ba trọng điểm phục vụ này là chuyển mê thành ngộ. Đến thiền định bát nhã, đó là cảnh giới lại được nâng cao, giúp đỡ chúng sanh chuyển phàm thành thánh. Vậy là hoàn toàn thực hiện được rồi. Nhưng chứ gì phải biết, đều là dùng tâm Bồ Đề làm cơ sở. Nếu như không có tâm Bồ Đề, sáu loại phục vụ này vẫn là thiện pháp của nhân thiên, đạt được là thiện quả nhân thiên. Cho nên giữ tâm quan trọng hơn bất cứ điều gì. Chúng tôi nói tâm Bồ Đề, mọi người không dễ hiểu. Cho nên chúng tôi đổi một cách nói khác, chư vị tương đối dễ dàng lãnh hội. Chúng ta nói tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi. Đây chính là tâm Bồ Đề. Người tu hành không thể quên mất thân nghèo, nhưng cũng không nhất thiết phải sống cuộc sống khổ hạnh tăng, rất khổ, rất khổ. Đó cũng trở thành một sự chấp trước. Phật dạy cho chúng ta nguyên tắc tự tại tùy duyên. Hoàn toàn tùy thuận hoàn cảnh hiện tại, không chấp trước, quý vị mới được tự tại. Trong việc không chấp trước này, cuộc sống hiện tại chúng ta sung túc, không có lạc họ, nhất định không tham lạc họ. Phải dụng công phu ở đây. Nếu như hiện tại cuộc sống chúng ta vô cùng nghèo khổ, chúng ta nhất định không có khổ thọ. Trong tùy duyên phải lìa được khổ lạc ưu hỷ xả, quý vị phải đắc chánh thọ. Chánh thọ chính là không có khổ lạc ưu hỷ xả. Nói cách khác, hoàn cảnh như thế nào cũng bình đẳng mà thọ. Bình đẳng thọ gọi là chánh thọ. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Tu hành thực sự dùng công phu đều ngay trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật, không có thứ gì không phải tu hành. Bất luận là trong cuộc sống, trong công việc, hay là xử sự đối người tiếp vật, chúng ta ngày nay nói là trong ứng đối, trong tâm luôn không rời danh hiệu Phật. Đây gọi là niệm Phật. Cho nên tôi làm câu đối, câu sau là nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Suốt ngày nhất định không có chuyện gác câu A-di-đà Phật sang một bên, không có sự việc này.
suốt ngày A Di Đà Phật nhất định để ở trong lòng. Trong tâm quý vị thực sự có Phật, thực sự là nhớ Phật niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Công phu của chúng ta đã thành tựu rồi. Đắc phổ hiện chư thú lưu chuyển thân giải thoát môn đã thực tiễn vào trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đọc Quảng Đại Diện Dương sẽ không uổng phí. Họ thật sự dạy cho chúng ta, chúng ta thật sự học được rồi. Chúng ta trong đời này có thể tu hay không đều do nơi bản thân có biết tu học hay không. Có hiểu được chân thật nghĩa mà Đức Phật nói hay không? Có biết đem giáo huấn của Đức Phật thực tiễn vào trong cuộc sống của mình hay không? Chúng ta một đời tu học thành bại mấu chốt đều ở chỗ này. Bất luận cuộc sống như thế nào cũng không sao cả. Bất luận theo đuổi ngành nghề công việc gì cũng không sao cả. Vấn đề chính là thực sự hiểu được, thực sự đã biết. Cho nên Thiền Tông, Tông Môn Đại Đức thường hỏi học trò, biết không? Mấu chốt ở một chữ biết vậy. Biết rồi, không có ai không thành tựu, không biết thì tu mù luyện quán. Người tu mù luyện quán rất nhiều, rất nhiều. Cho nên luôn luôn phải phản tỉnh, bản thân chúng ta phải chăng là tu mù luyện quán. Cho nên tu học Phật Pháp, tông môn, giáo môn, ai cũng sau khi hiểu rõ rồi mới tu học. Thiền Tông nói, ngộ rồi khởi tu. Giáo môn lý nào lại không như vậy? Tất cả đều hiểu rõ ràng, hiểu thấu đáo rồi, mới hiểu được cách tu như thế nào. Chưa hiểu rõ ràng, chưa hiểu thấu đáo, thực sự là tu mù luyện quán. Được, Trường Hàng đến chỗ này là hết một đoạn rồi. Sau đó là kệ tụng. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.